Những thông tin cập nhật về sự việc kể trên thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị trong các bản tin của kênh VTC9 liên quan tới vụ tàng trữ, mua bán và sử dụng ma túy trái phép vừa được cơ quan chức năng phát hiện ở một quán bar thuộc tỉnh Đồng Nai, thì mới đây những đối tượng liên quan đến vụ án này đã bị bắt giữ. Theo đó, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan tới hành vi chứa chấp việc sử dụng ma túy trái phép, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán bar ở huyện Trảng Bom. Trước đó, rạng sáng ngày 19 tháng 7, khi kiểm tra đột xuất quán bar Romance trên địa bàn huyện Trảng Bom, lực lượng chức năng phát hiện có 99 đối tượng dương tính với chất ma túy.